loại lá quý hơn cả vàng, có gấp 100 lần nhân sâm, mọc ven đường, ít người biết công dụng của nó. Yến bạch, cỏ lào chắc hẳn còn khá xa lạ với nhiều người và không phải ai cũng biết được hết những công dụng quý của nó. Vậy hãy tìm hiểu xem loài cây này là gì và tác dụng của nó ra sao nhé. Giới thiệu chung về yến bạch, cỏ lào. Yến bạch hay còn gọi là cỏ lào, bớp bớp, có tên khoa học là Dromolana odorata, họ cúc Asteraceae. Cây yến bạch khá nhỏ, cao từ 1 đến 2 mét, mọc thành bụi, phần thành nhiều cành nằm ngang, thân yếu, bạch tròn, màu rất nhạt, có rãnh và lông nhỏ mịn. Lá cây cỏ lào có lông mịn ở hai mặt, mùi hăng hắc. Hoa yến bạch tập hợp thành mù kép, dài khoảng 1cm và có màu vàng lục. Cây cỏ lào phân bố nhiều ở tỉnh Đồng Bằng, Trung Du và vùng núi thấp nước ta. Loại cây này ưa sáng, chịu được hạn, thích hợp trên mọi loại đất, thậm chí mọc nhiều trên các nương rẫy bỏ hoang. Bộ phận dùng, cỏ lào được thu lấy lá và rễ quanh năm và thường dùng tươi. Thành phần hóa học, các thành phần hóa học chính của cỏ lào là tinh dầu, tannin, flavonoid, coumarin, alkaloid. Trong đó hàm lượng tinh dầu trong lá cỏ lào chiếm tới 0,16%. Tác dụng dược lý của cỏ lào: tác dụng cầm máu và làm liền sẹo. Trong một nghiên cứu dùng cao lá cỏ lào để điều trị tại chỗ vết thương, phần mềm bị nhiễm khuẩn và lâu liền trên 86 bệnh nhân, lá cỏ lào được chứng minh có các tác dụng dược lý sau: loại bỏ các vết hoại tử nhanh hơn, tăng tân tạo mô hạt và liền sẹo, sẹo tạo thành mềm, mịn, không bị lồi, màu hồng hoặc nâu nhạt, kháng khuẩn, ức chế các chủng vi khuẩn tụ cầu vàng, trực khuẩn mủ xanh, Escherichia, Proteus, đây là các chủng loại vi khuẩn đã khá nhiều loại kháng sinh hiện nay. Tăng tổng hợp collagen, nhanh lành sẹo. Tính vị, công dụng: cỏ lào có vị hơi đắng, tính ấm, mùi thơm, tác dụng sát trùng, cầm máu. Theo kinh nghiệm dân gian, nhân dân ta thường dùng cỏ lào để trị các chứng tiêu chảy, kiết lỵ, đau nhức xương khớp, ghẻ lở, phòng và trị đỉa cắn, trị táo bón, chữa bệnh về răng miệng, các vết bỏng, vết thương phần mềm. Bài thuốc có cỏ lào. Bài thuốc dân gian trị táo bón từ cỏ lào. Theo kinh nghiệm của nhiều bà con vùng núi, khi bị lỵ, tiêu chảy và đặc biệt là táo bón, chỉ cần lấy từ 3 đến 5 ngọn yến bạch, rửa sạch, nhai kèm cùng chút muối. Nuốt cả nước lẫn bã là có thể chữa khỏi táo bón, tiêu chảy. Cũng bởi tác dụng kháng khuẩn, cầm máu, làm liền sẹo mà cỏ lào có thể trị tốt các chứng táo bón chảy máu, táo bón lâu ngày và bệnh trĩ xuất huyết. Chữa đỉa cắn, chảy máu không ngừng. Khi bị đỉa cắn chảy máu, chỉ cần vò lá cỏ lào sát vào vết thương, máu sẽ cầm ngay. Chữa các vết xước hoặc loét giác mạc. Dùng 50g ngọn cỏ lào và lá non rửa thật sạch, giã nát trong cối chảy sạch, dùng 2 miếng gạc sạch chia thành 2 gói, đặt vào bát và đem hấp cách thủy 30 phút. Rửa sạch mặt trước với nước muối, sau đó đắp phần lá cỏ lào giã nát vào và để bệnh nhân nằm ngửa. Cứ sau 12 giờ lại thay một lần, trường hợp bệnh nhẹ có thể khỏi sau 24 giờ. Bài thuốc cây cỏ lào là thảo dược rất quen thuộc, được người dân sử dụng để sát trùng, cầm máu, tiêu viêm. Cây còn có tên gọi khác là cây cỏ hoi, cây bớp bớp, cây yến mạch, cây phân xanh, cây cộng sản. Cỏ lào là cây thân thảo, mềm, thường mọc thành các bụi ven đường hoặc nơi đất hoang. Thân cây cao trên dưới 2 mét, cành mọc ngang và đối xứng nhau. Cả thân và cành đều có lớp lông mịn, các lá mọc đối với cuống dài từ 1 đến 2cm. Lá thuôn hình trái son, đầu lá nhọn, mép có răng cưa. Cây cỏ lào là một trong số những loại thảo dược có thể thu hái được quanh năm. Ta có thể cắt cả cây để dùng và dùng tươi hay phơi khô đều được. Khi phơi khô, ta cần chú ý khâu bảo quản để không ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Và loại thảo dược này có thể dùng toàn bộ thân để làm thuốc. Tuy nhiên, lá cây là bộ phận được sử dụng nhiều nhất. Cỏ lào là một trong những loại dược liệu có nhiều công dụng nên các thành phần hóa học có trong cây cỏ lào cũng khá đa dạng. Cụ thể là các chất tinh dầu, đạm, phosphor, kali, oxalat, tannin. Những thành phần tự nhiên này đều khá lành tính nếu ta dùng đúng cách
nó sẽ mang đến nhiều lợi ích, giúp cải thiện nhiều triệu chứng bệnh. Theo đông y, cỏ lào có tính ấm, vị cay, do vậy mà nó có công dụng sát trùng, cầm máu, chống viêm rất tốt. Vì vậy mà người ta thường dùng lá của cỏ lào để cầm máu vết thương hoặc các vết cắn gây chảy máu. Ngoài ra, loại cây này còn được dùng để chữa các bệnh lỵ cấp tính, bệnh tiêu chảy ở trẻ nhỏ. Các bệnh lý như viêm đại tràng, đau nhức xương khớp, viêm răng lợi, ghẻ lở, nhọt độc cũng có thể được cải thiện sau khi dùng loại thảo dược này. Tại Trung Quốc, cỏ lào còn được dùng để tiêu sưng, phòng và trị đỉa cắn. Lá của cỏ lào được bỏ xuống ruộng ngâm khoảng 1 đến 2 ngày để loại bỏ ấu trùng hoặc ký sinh trùng. Cây cỏ lào có nhiều công dụng, nhiều lợi ích đối với sức khỏe nếu chúng ta biết dùng đúng cách. Sau đây là một số tác dụng công dụng hữu ích từ loại thảo dược này. Cỏ lào có tác dụng chữa bệnh viêm dạ dày. Viêm dạ dày là tình trạng phổ biến ở rất nhiều người. Người bệnh có biểu hiện đau, chướng bụng, đầy hơi. Việc điều trị bằng thuốc kháng sinh thường không có tác dụng triệt để, bệnh tái đi tái lại, hơn nữa còn gây ra tác dụng phụ. Trong khi đó, cỏ lào có khả năng chống viêm, ức chế các vi khuẩn. Chính vì vậy, sử dụng bài thuốc từ thảo dược này, các triệu chứng bệnh viêm dạ dày sẽ dần biến mất. Để điều trị bệnh này hiệu quả nhanh chóng, ta nên kết hợp cỏ lào với các vị thuốc khác. Ta sử dụng 20g cỏ lào, 5g tam thất nam, kết hợp với 30g lá khôi và 20g dạ cẩm. Tất cả thành một thang sắc uống hàng ngày đến khi bệnh dứt hẳn. Cây cỏ lào chữa bệnh viêm đại tràng. Cũng giống như viêm dạ dày, viêm đại tràng khiến cho người bệnh vô cùng khổ sở. Theo đông y, viêm đại tràng là bệnh lý ở tỳ vị. Biểu hiện của bệnh là đầy bụng, nóng ruột, ăn không tiêu, đau từng cơn vùng hạ vị, mệt mỏi. Và cây cỏ lào có vị cay, tính ấm, ích khí, có tác dụng tốt đến tỳ vị. Nhờ đó cải thiện được tình trạng tiêu hóa, các triệu chứng lỵ, tiêu chảy sẽ nhanh chóng mất đi. Khả năng kháng viêm của thảo dược này là làm giảm tình trạng viêm loét đại tràng. Sự phối hợp giữa thảo dược này với bạch chuột, khổ sâm tạo thành bài thuốc cực hiệu nghiệm. Ta sử dụng cỏ lào khô 20g, kết hợp với 25g bạch chuột, 10g khổ sâm và sắc uống mỗi ngày. Cây cỏ lào có tác dụng chữa bệnh ngoài da và sát trùng vết thương. Các bạn thân mến, nhờ tác dụng cầm máu và sát trùng vết thương mà thảo dược này được bộ đội ta sử dụng nhiều trong chiến tranh. Nó vừa là tấm áo ngụy trang, vừa là bài thuốc tự nhiên trị thương cho nhiều người. Chính vì thế, nó còn có cái tên đặc biệt khác là cây cộng sản. Với những vết thương hở, cây cộng sản giúp cầm máu nhanh và chống nhiễm trùng. Những bệnh ngoài da, ghẻ, lở loét cũng nhanh chóng biến mất khi điều trị bằng loại cây này. Để điều trị bệnh ngoài da và sát trùng, ta nên sử dụng lá cỏ lào tươi, rửa sạch, giã nát và đắp vào vùng bị thương. Mỗi ngày đắp lá một lần, đắp trong 3-4 ngày vết thương sẽ mau chóng lành và hạn chế viêm nhiễm. Cỏ lào chữa được vết cắn do vắt, đĩa gây ra. Khi bị vắt, đĩa cắn, máu sẽ thường xuyên chảy. Lúc này ta chỉ cần lấy một nắm lá cỏ lào tươi, vò nát và sát vào hoặc dùng tay ấn nhẹ vào vùng đang bị chảy máu do đĩa vắt gây ra. Và lưu ý để nguyên lá cỏ lào một vài phút ta sẽ thấy máu ngừng chảy. Cỏ lào có tác dụng phòng được đĩa vắt cắn. Cỏ lào có thể phòng được tình trạng vắt, đĩa hay một số loại côn trùng cắn. Trước khi lên rừng hay xuống ruộng, ta hãy hái một nắm lá cỏ lào đem giã nhuyễn, sau đó vắt lấy nước cốt rồi dùng nước đó bôi lên khắp chân tay. Nước cốt của cỏ lào sẽ khiến cho các côn trùng tránh xa.
đĩa và vắt cũng sẽ không dám lại gần. Cỏ lào giúp cải thiện đau nhức xương khớp. Để cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp, ta chỉ cần chuẩn bị 8g cỏ lào tươi, 12g dây đao xương. Sau đó đem cả hai loại này đi sao vàng và đem sắc lấy nước uống trong ngày. Sau một thời gian sử dụng, ta sẽ thấy tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện đáng kể. Cỏ lào có tác dụng chữa bệnh lỵ trực trùng, tiêu chảy. Để điều trị các bệnh lý này, ta cần chuẩn bị 12g cỏ lào, đem sắc lấy nước, khi dùng pha thêm một chút đường cho dễ uống, ngày uống 3 lần, uống khoảng 1 đến 2 ngày, các triệu chứng của bệnh sẽ được cải thiện đáng kể. Cỏ lào chữa viêm nhiễm đường ruột, tiêu chảy. Để điều trị tiêu chảy, viêm nhiễm đường ruột, ta cần chuẩn bị 150g lá cỏ lào tươi hoặc 50g đối với lá cỏ lào khô và đem lá hãm với nước sôi để uống hàng ngày. Sau 2 đến 3 ngày sử dụng, ta sẽ thấy triệu chứng bệnh được cải thiện. Cỏ lào giúp chữa bong gân. Để hỗ trợ điều trị tình trạng bong gân, ta có thể hái một nắm lá cỏ lào tươi, sau đó đem giã nát và đắp vào vùng bị bong gân. Cỏ lào sẽ giúp tiêu sưng, hỗ trợ giảm đau hiệu quả. Cỏ lào có tác dụng chữa lỵ trực khuẩn. Đối với những người bị lỵ trực khuẩn, có thể dùng cỏ lào theo cách sau. Chuẩn bị 150g cỏ lào tươi, đem rửa sạch, cắt nhỏ. Đem lá đã thái nhỏ hãm với 500ml nước ở nhiệt độ 80 độ C trong vòng 2 giờ đồng hồ. Sau đó vắt lấy phần nước, bỏ phần bã. Phần nước lấy khoảng 150ml nước cô đặc nhất để uống. Và mỗi lần nên uống 50ml, mỗi ngày uống 3 lần. Uống liên tục cho đến khi triệu chứng của bệnh không còn. Ngoài những tác dụng nêu trên, cỏ lào còn có tác dụng chữa trị táo bón hiệu quả. Đối với những người bị táo bón, có thể sử dụng cỏ lào theo cách sau. Người bệnh cần lấy 3 đến 5 ngọn cỏ lào đem rửa sạch, sau đó nhai trực tiếp. Có thể cho thêm một ít muối hạt khi nhai để tăng hiệu quả. Và nuốt cả nước lẫn bã để trị dứt điểm chứng táo bón. Nếu bị nhẹ, sau khi nhai một lần thì tình trạng sẽ được cải thiện nhanh chóng. Cây cỏ lào chữa viêm xoang. Các bạn thân mến, viêm xoang mũi là bệnh đường hô hấp thường gặp, đặc trưng bởi tình trạng lớp lót niêm mạc trong các xoang bị viêm nhiễm. Khi lớp niêm mạc bị tổn thương, nhiễm trùng thường sẽ sưng lên và ứ dịch. Bệnh đi kèm với nhiều triệu chứng như chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau đầu, chóng mặt, suy nhược cơ thể. Và cây cỏ lào hay còn gọi là cây cỏ hôi, cây cộng sản là một thảo dược được ứng dụng vào nhiều bài thuốc chữa bệnh, trong đó có bệnh viêm xoang mũi. Với khả năng chống viêm, tiêu sưng và diệt khuẩn, thảo dược này có thể hỗ trợ khắc phục các triệu chứng sưng viêm, sổ mũi, phù nề niêm mạc do bệnh viêm xoang gây ra. Nhỏ nước cốt từ cây cỏ lào chữa viêm xoang là cách rất đơn giản hiện nay vẫn được rất nhiều người bệnh tin tưởng và áp dụng. Dịch ép từ cây cỏ lào khi nhỏ vào mũi xoang có tác dụng làm dịu niêm mạc, đồng thời chống viêm, ức chế hoạt động của vi khuẩn gây bệnh và thúc đẩy quá trình chữa lành tổn thương. Tuy nhiên, ở 1-2 ngày đầu khi nhỏ nước cốt cây cỏ lào vào mũi thì người bệnh thường có biểu hiện dịch mũ trong xoang chảy ra nhiều hơn. Chúng ta không nên quá lo lắng bởi đây là phản ứng bình thường, hiện trạng sẽ ổn định ngay sau đó. Và nếu tình trạng này kéo dài không khỏi thì không nên tiếp tục áp dụng bài thuốc này. Cách thực hiện bài thuốc chữa viêm xoang bằng cây cỏ lào như sau. Ta chuẩn bị từ 4 đến 5 ngọn cây cỏ lào, sau đó đem rửa thật sạch với nước muối, rồi cho vào cối giã nhuyễn với vài ba hạt muối khô. Chắc lấy nước cốt, sau đó để trong lọ nhỏ mũi. Mỗi ngày lấy nhỏ với tần suất là từ 2 đến 3 lần,
và lưu ý bảo quản chai thuốc trong ngăn mát tủ lạnh có thể dùng được từ 3 đến 5 ngày. Các bạn thân mến, mặc dù có nhiều công dụng, nhiều lợi ích nhưng cây cỏ lào cũng có chứa độc tính nhẹ, do đó người dùng cần cẩn trọng. Việc dùng quá liều, dùng không đúng cách có thể khiến bị ngộ độc với các triệu chứng điển hình như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. Vì vậy, khi sử dụng loại thảo dược này, ta nên cần cẩn trọng. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn hoặc tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn, hướng dẫn sử dụng đúng cách và đúng liều lượng. Trên đây là một số thông tin tham khảo về tác dụng của cây cỏ lào. Hy vọng với những thông tin chia sẻ nêu trên sẽ giúp các bạn có thể sử dụng loại cây này được đúng cách, mang lại những lợi ích tích cực cho sức khỏe, tránh được những tác hại không mong muốn khi dùng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng.
tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.